lên chưa thôi. Thằng Phạm. Hello em. Morning. Dạ, morning anh. Hello. Hello mọi người, hai Trọng Vĩnh. Good morning. Bây giờ đoàn sẽ khởi hành từ Bangkok đi Pattaya cho tiền trạm của tuyến Bangkok Pattaya. Giống như là đã hứa là Cường sáng hôm nay sẽ livestream Car Passion đi Pattaya by car. Đoàn hôm nay đi thì là gồm có một chiếc 720S của anh Hứa Hà Phương trưởng đoàn, và đây là chiếc xe police dẫn đường. Đây là xe police để dẫn đường cả đoàn đi Pattaya, và đây là chiếc xe theo đoàn. Hello mọi người. Huỳnh Dương Anh Tuấn, hello con. Hai Hiếu Phạm. Linh Nguyễn, chào em. À mèo, hello mèo. Mèo cũng lên đây coi anh hả? Hai Quang Huy. Đây là team Car Passion. Anh Phương, hello. Hello. Đây là Mr. Tuấn, Phạm Tuấn, Glang. Đây là anh Đạt Phan. Đây, trợ lý của vợ anh. Còn đây là anh. Hello cả nhà. À, chị Trang không đi em. À, chị Trang sẽ đi vào tour chính thức. Còn đây anh đi tiền trạm. Mèo ơi, thấy anh trai livestream có ok không? À, hai anh Vĩnh Nam. Wow, mèo theo dõi từ bước chân luôn hả? Dạ mang. Đây, Tuấn dạ. Hầu giùm anh cái. Dạ, đây. Đây. Ấy, đồ dụng cụ quá trời. Là đám cưới của anh Minh Nhượng như có 600 view, mà cái này mới có chưa được mấy phút mà đã 900 mấy view rồi. I love you guys. 1000 view rồi. Hello anh Hảo, hello anh Hảo. Em qua chơi xíu anh Vĩnh Nam ơi, trời ơi em mới qua mà bắt em làm xe nữa. Được rồi, em làm xe anh Hảo 6 tuần rồi, tha em đi em sợ lắm rồi. Ồ anh bận làm xe tiếng Lê ơi. Đây là tiết mục giao lưu với idol. Dạ anh Nam, anh Nam gửi lời thôi anh xong, gửi lời hỏi thăm anh xong sắc. À, anh xong sắc dạo này trẻ lắm anh Nam ơi, từ ngày có cậu con trai 3 tuổi là trẻ lắm. À, hôm nay là tí nữa thì Cường sẽ lái xe, thì điện thoại của Cường sẽ nhờ anh Phạm Tuấn để livestream đó, cho nên có gì mọi người thắc mắc gì cứ hỏi trên này nha, rồi anh Tuấn sẽ note lại, rồi khi mà tới Pattaya Cường sẽ trả lời. Chúc mọi người một ngày chủ nhật thật là vui, và nhớ theo dõi cả một cái hành trình, nghĩa là hành trình này rất là thú vị. Mà đây cũng là lần đầu tiên Cường được lái xe từ Bangkok đi Pattaya, khoảng cách nó khoảng 150 cây với xe cảnh sát hộ tống và thêm một cái xe backup của đoàn. Love you guys. Love you guys vậy là love you guys vậy là off hay là sao ta? Khiếp chứ đừng có love you guys off.
hết hồn. Quý xứ ha, chỗ bóng luôn. Đã, nghe lực quá. Dạ, dạ. Ok, giờ mình ngồi siêu xe này. Anh Cường thì ngồi siêu xe này cho nên là mình nhường lại phone cho anh Cường. Mọi người. Đang chụp hình, sorry. Đây là bác Cường là xiên, bác đây. Xiên của anh phải giữ cái máy này chứ không hồi nữa có nháy nhẹ là không nhắn được. Đây cả nhà ơi, Hùng cũng có lên đây coi thầy nữa hả Hùng? À, hello anh Cường Trịnh nha. Hai anh Cường Nhật, à, tí nữa không bấm sao mà quay được cái đường á. Rồi rồi. À, em kéo nó xuống xíu nữa. Từ khách sạn Astoria ở Bangkok để đi Pattaya. Đó là anh cầm anh fly full ok để nó cầm xem cái đặt không. Rồi chúng ta di chuyển nha. Bây giờ thì sẽ dạ rồi. Nha. Ok. Okay.
Ơi chào Dương Văn Tùng. Để xe cảnh sát đi trước nha. Rồi bây giờ là đoàn sẽ bắt đầu di chuyển theo xe cảnh sát nha mọi người nha. Đây hôm nay là nay đi bắt tay ra em. Rồi không sao anh. À, phía trước Cường là xe cảnh sát dẫn đường và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển từ khách sạn Astoria ở Bangkok đi Pattaya. Hello mọi người. Và hôm nay Cường sẽ là người cầm lái chiếc xe 720S của anh Phương. Các bạn thấy có vui không? Việt Nam mình qua đây đi chơi thì có cảnh sát dẫn đường luôn. Các bạn đã thấy dân Việt Nam mình ok không? Ôi chào Hải Phạm. Ôi hello Đức Huỳnh. Hôm nay thì mọi người chia sẻ nhau thiệt nhiều nha. Thì livestream hôm nay sẽ livestream bằng cái Facebook của Nguyễn Quốc Cường. Nguyễn Cường á, và ngoài ra là cái Gia Lai Team. Gia Lai Team và Hứa Hà Phương. Cao Bách Sinh Team. Cao Bách Sinh Team, cái này là Cao Bách Sinh Team. Team. Rồi, okay. Và Nguyễn Quốc Cường. Thì hôm nay anh cũng đánh liều, lần đầu tiên á, anh ngồi xe của Cường á, thì máu cũng lên não, huyết áp thì hạ giống như bữa trước chia sẻ đó. Đó, nên là một lần thôi rồi không dám bao giờ ngồi, nhưng mà hôm nay thôi lỡ rồi phải cầm cái máy rồi live stream một đoạn thôi nha. Thì anh cũng ráng anh ngồi với Cường xíu. Phía trước của mình là xe cảnh sát dẫn đường và phía sau đoàn là cũng là sẽ có một cái xe pick up và cũng có tất cả đầy đủ đèn hiệu còi kiếp đồ. Anh Phương quay cho mọi người thấy rồi, có mọi người thấy. Đây bây giờ anh quay ra đằng trước để coi cái thành phố Bangkok nha. Cung đường đi thì có vẻ rất là đẹp. Chúng ta đang ở khu Chịt Lõm của Bangkok. Phía trên là đường tàu điện trên cao, các bạn có thấy không? Phía trước là xe cảnh sát dẫn đường. Hiện nay chúng ta đang ở trong trung tâm Bangkok. Ở nhà slow down, ở nhà đèn xanh đèn đỏ. Hello quốc gia. Vài cây số mình sẽ lên một cái highway đi từ Bangkok tới tỉnh Chonburi. 40 km. Rồi, cảm ơn Tân Hồng Quang. Cao như cái cầu trên trước mặt mình nha, nó cao như vậy đó. Dạ, ok anh xong sắc rồi. Hello Lê Huỳnh Minh Tú, chào bác Tú. Trên đường này thì lúc nào mà nó vắng xe đó là có thể high speed được luôn nha. Ôi, cảm ơn anh nha. Phải safety first nha. Sure, anh yên tâm. Safety first. Anh Vĩnh Nam ơi, đoàn hôm trước đi từ Việt Nam, từ Đà Nẵng qua đó thì... Tại vì người Bangkok ở đây họ ít thấy những cái xe supercar nó chạy tốc độ nhanh đó, nên họ sợ nhiều lúc họ có xe police đi là họ sẽ báo cho police là thế này thế nọ, nên vì thế có thể là high speed được theo 5 cái số, 10 cái số rồi slow down để chờ xe police là ok. Rồi anh xong sắc yên tâm nha, qua đây em chạy chậm lắm. Anh hiểu mà, anh hiểu chạy chậm của em là 200 cây số một giờ. Có em là không yên tâm thôi, anh chắc là em ngồi bên là lần thứ hai á. Lần thứ hai em ngồi á, hôm nay đánh liều lắm á. Đó các bạn có thấy đây là đường phố Bangkok. Chúng ta đang ở Bangkok và đi Pattaya. Quay trở lại câu chuyện là anh Vĩnh Nam nói là xe cảnh sát này dẫn đường là chuẩn rồi. Dạ đúng rồi anh, tại vì hôm từ Đà Nẵng đi qua tới đây á thì cảnh sát cho chiếc Toyota Vios
dẫn thì anh Phương anh chạy khoảng là chừng 250-270 cho nên là không theo kịp, nên là hôm nay lại đổi xe khác để dẫn đoàn. À, lát nữa tới trên cao tốc có một cái đoạn nào đó đẹp thì cũng sẽ cho mấy bạn thử nhìn thử max speed bên này có thể chạy được là khoảng bao nhiêu nhé. Bình thường này nếu mà không có cảnh sát dẫn đường thì chúng ta chỉ được chạy khoảng ở chừng dưới 120. Còn nếu có cảnh sát dẫn đường thì có những đoạn thì có thể bứt phá lên được nó nhỏ 300. Thôi là có thể 300. Hy vọng là có thể lên được 300. Nếu anh Phương bên này là ok. Anh thì ok rồi, nhưng mà đừng có làm từ không lên 300 là anh ngất rồi. Hello Sơn Tùng. Cung đường này thì chạy khoảng mất khoảng cỡ chừng 150 cây thì mình nghĩ nếu đi thẳng không dừng thì khoảng mất khoảng tiếng 15 phút, còn nếu đi tiền trạm thì anh em cho đi khoảng cỡ 2 tiếng đồng hồ. Mong rằng mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ. À, năm sau khi chính thức thì anh sẽ cho cảnh sát dẫn đường bằng chiếc M5 em. Rồi, xin chào các anh em Đài Loan nha. Cảm ơn các anh em Đài Loan đã ủng hộ Si Tao nha. 368 Idol đang ngồi lái bên cạnh đó, em ơi. À, Phạm Linh thôi, anh chắc rồi một lát nữa thử tốc độ cái cường xíu thôi. Quay với anh cũng qua xe cảnh sát anh ngồi. Cho nó chắc phải. Thời tiết thì ngồi trong xe thì mát, nhưng mà ở ngoài cũng nắng nóng như Việt Nam anh em ạ. À, dẫn đường em phai như năm sau nha em ơi. Năm nay thì chỉ được Camry thôi. À, Trần Thanh hả? Sợ anh Phương hồi hộp hả? Anh Phương thì giờ cũng tin anh Cường liều. Hơn tí rồi. Khi này liều. À, Hiếu Trần cũng lên đây coi sếp à. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải và bắt đầu lên đường cao tốc để đi Pattaya. Thời tiết hôm nay nắng đẹp và cung đường đi hiện nay là 9:30 sáng, cho nên sáng chủ nhật thì đường cũng hơi vắng, cho nên là rất là ok. Hello anh Ngọc, Doãn Dương, Phạm Bảo Đại, hello em. Vì anh đang lái xe cho nên là nhiều khi cũng không có thể là read hết comment của mọi người được, cho nên mọi người thông cảm. Hai Nguyễn Công, hello. Thực ca, hello. À, hello Nguyễn Hồng Thuận nha. Đã, mẹ có được tham gia đoàn không bạn Cường ơi? Bạn đi cái gì tôi cũng cho tham gia hết, bạn yên tâm nha. Em file của Bolit Thái à anh? À, không có em, Bolit Thái thì không có em file, nhưng năm sau anh sẽ đem xe em file để mà cấp cho Bolit Thái chạy để dẫn đoàn nha. Ôi, chào cậu bạn. Cảm ơn Phạm Linh nha. Dạ, anh nha. Đây mình. Nha, để xe police dẫn đường trả tiền cho nha. À, thì ở đây police dẫn đường và qua tất cả những cái trạm này thì là police cho sẽ trả tiền và cho chúng ta đi luôn để thông suốt, không cần phải dừng. Hello Duyên Dương, Chế Trang đang giờ này chắc là còn ngủ rồi, sáng sớm nên anh đi một mình. Anh đi cùng với anh Phương, Hứa Hà Phương trưởng đoàn. Rồi, cảm ơn Phạm Bảo Đại nha. Vậy cái trạm thu phí nó bảo là sáng này xe không có nhiều mấy. Ok, cảm ơn anh. Sáng nay xe không có nhiều mấy. Đúng rồi, xe không có nhiều mấy, cho nên là sáng ngày chủ nhật thì là anh hôm nay là ngồi đúng ngày rồi đó. À, nhưng mà thôi chắc là tí nữa cho Tuấn à. Tuấn qua ngồi ăn. Đó, anh cầm xíu thôi chứ còn anh qua thôi. Đó, Idol đang lái ạ. Đuôi nha, lấy đuôi. À, hình ảnh thì có thể là nó hơi rung lắc tí cho mọi người thông cảm nha. Lát nữa anh cầm nha. À, lát nữa anh Phương sẽ cầm để live stream mọi người cho rõ hơn. Đây, chúng ta đang ở trên đường cao tốc của Thái rồi. Hello Tây Đức.
làm xe xong rồi em. Hôm qua dành một buổi chiều để kiểm tra bảo dưỡng em. Xe anh Phương hiện nay đang chạy rất là smooth luôn. Và hôm qua là đã được vào chế độ, hôm qua báo cái máy á. Check in máy. Cái taxi là mình sẽ lấy cái highway. Cái highway này tên là Burapa. Thuốc trợ tim thì lúc nào anh có mang theo người em? Cái này không phải là Burapa Viti, cái này là một cái highway khác. Lên cái highway nó cao. Chào boy ở Lào ấy. Hello boy, hello little boy. Gần 40 cây số. Em xuống xuống dưới là tới cái tỉnh tên là Chonburi. Từ Chonburi mình sẽ chắc chắn cái này. Hello Anet, hello, hello Gia Lai Tiếp. Em bắt thêm 450 cây số nữa. Hôm nay Anet rồi, em đánh liều rồi, em phải ngồi với cường á. Coi khoảng 2 hotel lựa chọn. Có thể mình sẽ đi coi những cái nhà hàng, nhưng mà nhà hàng thì nó không có hay, tại vì phải di chuyển. Vì thế sẽ chạy quanh quanh để cho coi, để cho biết tất cả của Pattaya. Thì anh Phương với lại anh Cường hello Dương Nguyễn à. Thì để làm program là sao? Rồi chào Vũ Phạm. Dạ, dạ ok anh Xâm Sắc ơi. Tốc độ di chuyển của đoàn hiện nay khoảng từ 95 tới 101. Sẽ chiếm chỗ rửa xe. Lúc đi về á, lúc đi về. Dạ ok anh. Nào đó. Chạy về Bangkok, thì mình sẽ chạy. Hai quý Trần ha. Chỗ nào đẹp nhất của Bangkok thì mình chụp hình. Sau khi đoàn đi Pattaya, tới Pattaya quay về thì sẽ đoàn sẽ đi vòng vòng Bangkok để chụp hình. Nếu không thì kẹt xe là mệt lắm. Yeah. Quý Trần bữa hôm đi về vui không quý Trần ơi? Tour sau tham gia anh em nha. Anh thường xuyên Cao Bắc Sơn tổ chức những cái tour ngắn để anh em cùng tham gia và trải nghiệm nha. Đường bên này chạy rất là phê cho nên là trưởng đoàn Hứa Hà Phương và Nguyễn Quốc Cường hiện nay đang rất là háo hức, có thể là sẽ có một cái tour nào đó xuyên Đông Nam Á sớm hơn là cái dự định là ngày 10 tháng 10 để cho các anh em trong nước, còn 10 tháng 10 là có dự định để là đợi cho anh em đợi Gia Lai Team về sẽ join, vì bên này chạy rất là phê các bạn ạ. Đường chạy rất là sướng mà còn thêm cảnh sát dẫn đường như chúng ta nữa thì không còn gì bằng hết á. Đi chơi mà được cấp phép thì là nhất rồi đúng không? Bangkok. Hello Mr. Chính à, anh Bình Đỗ xạo à, dám nói anh xạo à. Sao thấy trình của anh lên đây chém gió có được không Chính? Đây là cái highway mà anh nói là tên là Burapa Viti Highway. Con đường này là không có ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã sáu, ngã chỉ straight thôi. Hiện nay tốc độ đoàn di chuyển là khoảng 130 km/h và cái highway này là em có lúc nào mà em có thể vượt để high speed phê à ha Trần, nhưng mà safety mình sẽ còn nhiều tour phê hơn nữa nha quý Trần ha. Cảm ơn anh Xâm Sắc nha, đi chơi safety là first rồi, anh yên tâm nha. Cảm ơn rất nhiều. Hiện nay cái highway này có khoảng, nó dài khoảng 40 cây, không có ngã tư, không có ngã ba gì hết. Và vừa rồi thì trong đoàn Thái Lan thì có bảo với Cường là nếu mà có cái đoạn nào vắng thì có thể là tách ra thử max speed cái đi, không sao đâu. Ở đây có mấy anh bảo kê, nên là nếu mà có đoạn nào vắng thì Cường sẽ thử nha. Còn hiện nay là tốc độ đoàn đang di chuyển là khoảng 120 km/h. Và phía trước là xe cảnh sát như các bạn thấy. Nếu mà chiếc McLaren này nếu mà đoạn đường nào thẳng khoảng ở chừng khoảng gần 2 cây số thôi thì Cường có thể là đi vượt tốc từ 100 lên 300.
rất là ngọt ngọt ngào. Nghe Cường nói không là anh nóng trong người rồi đó. Mới điều hòa là bây giờ là anh đã bật điều hòa là coi như là 16 độ nha. Lâu hết cỡ luôn, cái máy xe anh là 16 độ. Mình nghe nói không là nóng rồi. Chào quốc bãi nha. Đây, đây các xe bạn thấy có thêm chiếc xe cho đoàn đây. Đó. Xe hậu cần thỉnh thoảng đưa camera ra quay một góc nha. Cứ chạy trước đi, không có bị mất đâu đường rồi. Đó các bạn thấy. Mỗi lần qua số thì các bạn có thể nghe cái tiếng tách 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 nó vực. Thì hình như là sau đó sẽ có lửa hay sao á. Cái xe này thật là ơi, anh mang biển luôn rồi em ơi, không có mang quần thay đâu. Tốc độ trung bình đoàn đang di chuyển hiện nay là khoảng 140, 133, 135 và 140. Phê không mọi người ơi? Rồi, cảm ơn Ngọc Tiến nha. Vẫn còn ở Bangkok em. Cường Mỹ. Đây là Bolip Thái nha. Ok em, lát anh quay đi clip nha. Nhưng mà phải hình như không cần tắt nữa. Không tắt là bật quay được không? Đúng rồi. Dạ dạ, xong nha, có một lần nữa nha. Máy, mọi người có nghe được tiếng máy không? The engine sound is so good. Phê hơn là một khi thì hả? Mỗi xe nó có mỗi kiểu phê khác nhau em. Nhưng mà đối với anh thì hiện nay 720S nó là the best. Slow down nha, mình tới trạm thu phí, slow down. Đây là Chonburi, Pattaya. Này chỉ lấy cái thẻ thôi nha, không có trả tiền, lấy thẻ xong rồi đi luôn. Cái barrier down, slow down. À đây chúng ta sẽ lấy thẻ và sẽ di chuyển. Cái thẻ bên phía anh Phương lấy, anh Phương ơi, tại vì tay lái bên này họ lái tay lái bên trái, bên phải, còn mình là bên trái cho nên là được không? Rồi lấy nè. Tới luôn. Okay. Đây anh Phương đang lấy thẻ nha. Ok, rồi chưa? Ok, tiếp tục di chuyển nha. Here we go. Tốc độ các bạn thấy không, gắt dữ không? Anh quay mà không kịp vừa đưa cái camera lên trên đường thì anh Cường chạy mấy cái là đã tới nơi rồi, tới xe cảnh sát rồi. Anh phiên dịch em ngồi, anh phiên dịch anh này người gốc Việt, người Thái, anh ngồi xe police nha. Hiện nay Cường và anh Phương đang cố gắng để có thể là lo hoàn tất cho cái tour này một cách chu đáo nhất cho mọi người. Có thể là năm sau mọi người đi làm sao cho nó xuyên suốt, cho nó an toàn và cho nó tiện nhất cho mọi người. Và
tới những cái điểm danh lam thắng cảnh đẹp nhất, những cung đường đẹp nhất, chạy xe sướng nhất. Nói chung là Cường và Phương sẽ cố gắng làm những cái điều gì đó tốt nhất cho cả team, cả Passion và Gia Lai team, cho The Asian Tour next year. Quay mặt anh Cường đi hả Đình Lực, anh đang lái xe, điện thoại thì hiện nay anh đang để trên cái holder cho nên anh không có cầm được. Tí nữa anh Phương sẽ giúp anh cầm điện thoại của anh để mà livestream cho mọi người. Giờ sau bơm hơi căng 2.7 nữa. Thì không đúng, tại vì nó không thể nào đẹp bằng những cung đường bên Mỹ hoặc là châu Âu. Nhưng mà đối với châu Á chúng ta là đường ở đây cũng rất là đẹp rồi. Mọi người chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nha. Đối với Cường mà nói thì đây là những cái trải nghiệm trong cái cuộc đời mình, và cũng là những cái trải nghiệm cho cái sở thích của mình, cho cái đam mê của mình. Ngoài ra nó không phải là một cái gì đó để mà khoe cổ hay khoe khoang gì cả. Ai cũng có cái sở thích của mình, ai cũng có đam mê của mình. Đối với Cường hay anh Phương hay là những người trong Car Passion Team được lái xe, được trải nghiệm trên những cái cung đường đẹp, đó là tất cả những cái điều thú vị và rất là tuyệt vời, chứ không có mang một cái ý nghĩa gì khác ngoài cái chuyện là tự mình sống với đam mê của mình và trải nghiệm những đam mê của mình theo những cái cách mà đặc biệt nhất có thể. Các bạn có thấy là các bạn có bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày nào đó các bạn sẽ lái xe, chính chiếc xe của mình trên những cái cung đường ở tất cả các nước bạn bao giờ không? Thì thật sự cái đó nó cho mình một cái cảm giác rất là khác khi mà mình có thể là khác với là khi mình lái xe ở trên cái quê hương của mình. Tại vì nếu mà trên cái quê hương của mình lái xe nó không có gì lạ rồi, ai làm được. Nhưng nếu mình đem được cái xe của mình đi qua tất cả những cái nước láng giềng hoặc là những cái nước khác để mình có thể lái trên những cái cung đường của họ, thay vì là mình bay qua đây mình đi taxi, mình nhìn thấy cái cung đường đẹp mình cũng rất là muốn. Nhưng mà đó, bây giờ Cường mới được trải nghiệm cái điều đó từ Bangkok đi Pattaya, phải nói là nó rất là thú vị các bạn ạ. Đi phượt vậy mới đã, đúng thật em. Đi mỗi cái phượt nó có mỗi cái đã khác nhau, nhưng mà anh thấy cái phượt này nó rất là đã. Này hơi bắn. Đó, hiện nay đoàn di chuyển là khoảng 130 km/h và rất là đều. Phía trước có xe cảnh sát, phía sau có xe hộ tống, thì mình kẹp giữa. Tí nữa tới cái đoạn vắng vắng thì mình sẽ bước ra và làm một phát nhé. Hello Khải Văn, lặng nhìn cuộc sống. Hello gió Tây Nguyên nữa nha. Lê Đức Giang, anh Bình Đỗ, rồi xong tác anh. Rồi Chính ơi, Chính đâu ơi, tác vô anh em cao bác tìm vô đi anh em ơi. Chính ơi, anh Chính đâu rồi, đang coi cái nào? Chính đang bên này, Chính từ bên này nhảy. Ok, chính, hello Lê Trang, Trang nha. Hello Trang giờ Chính nha. Lê Trang hả? Nguyễn Phúc Thịnh, hello em. 720 có phê không? Đây nè, nghe anh downshift nha. Nghe không, nghe tiếng downshift của nó không? Rất là phê luôn. Nếu mà các bạn chạy cái xe này, các bạn lái xe này, khi mà các bạn để ok em uống nước nhiều vô cho hiến thắng lên nữa. Được rồi, anh mang theo 2 chai nước luôn. Anh là chuẩn bị rất là kỹ em. Anh Phương sáng nay ngồi xe Cường lái cho nên anh Phương có chuẩn bị cũng rất là ok. Tại vì trước đây có một lần anh Phương ngồi xe Cường lái và sau đó anh Phương nói là chắc là không bao giờ ngồi xe Cường lái nữa đâu. Nhưng mà sáng nay anh Phương đành liều mạng ngồi một lần để ngồi xe Cường lái lại. Mới đi trong quận 7 thôi mấy em.
Mới quận 7 không là không dám thôi rồi. Phê quá không mọi người, quá phê đúng không? Hello Thiên Bình. See what hello. Rồi cảm ơn mấy chị Hiền ha. Hello Hoài Linh. Hello Kiệt Mỹ nha, mọi người chia sẻ nha, chia sẻ thật nhiều nha. Hello Minh Lê. Và cái dây an toàn thì hầu như là tụi anh lên xe đi đường ngắn hay dài là tụi anh đều có hết, đều thắt hết em à, chứ không phải là cái chạy nhanh mới thắt đâu. À, các bạn ơi, khi mình đi bước lên xe thì điều đầu tiên các bạn nên làm đó là seat belt. Tại vì cái seat belt này nó quan trọng ghê gớm lắm. Đó là một trong những cái điều căn bản nhất khi mà mình lái xe. Thì ra là khi xảy ra chuyện rồi các bạn mới thấy nó thật sự nó vướng, nhưng mà nếu mà mình cứ tạo nó thành một cái thói quen thì nó sẽ không còn gây phiền phức cho các bạn nữa đâu. Mà đối với Cường thì là tất cả mọi người trong gia đình khi bước lên xe điều đầu tiên đó là hãy seat belt. Nhớ nha. Anh Bình Đỗ đang chạy 720, đúng rồi Chính ơi, anh đang lái 720. Tốc độ hiện nay là khoảng 130. Rồi chào Thiên Phan nha. Đường vẫn còn đông. Đường hiện nay cũng đang rất đông, khoảng chừng 10 cây số nữa, khoảng 10 km nữa thì Cường sẽ bứt phá một tí cho các bạn cảm thấy nó hưng phấn tí nha. Anh Cường live stream bên Nguyễn Quốc Cường anh nhá. Hiện nay có ở đây, nếu mọi người muốn nhìn thấy hình ảnh nó rõ nét hơn một tí thì hãy vào cái Car Passion Team. Hiện nay anh Phương cũng đang live stream, cho nên bên đó thì anh Phương có thể là đang hold cái anh Phương đang quay và hình ảnh nó sẽ rõ hơn là bên này, tại bên này Cường đang phải để một cái máy chết trên cái holder, cho nên là hình ảnh nó đang giật rung lắc và nó không được rõ lắm, các bạn thông cảm nha. Ôi, chào Phong Thanh nha. Hello Kim Lâm. Võ Thanh Tường. Để máy lại được không anh, rung quá xem không được hả? Sorry nha, anh để máy ở trên cái holder cho nên là đôi lúc nó hơi rung. Đây, các bạn có thấy các bạn bắt tay dao không? Chúng ta đang thẳng tiến bắt tay dao. Chào anh Ngọc. Rồi, chào mọi người nha. Hello Sơn Tường. Bao nhiêu cây anh chính xác anh Tú? Khoảng 20 cây không? Khoảng đó. Ok anh Tú.
khoảng để chừng 3 đến 5 cây số nữa cho em chạy trước đoàn tí nha. Ok. À, các bạn có nghe vừa rồi Cường trao đổi với đoàn là khoảng 20 cây nữa mình sẽ xuống cao tốc và mình sẽ đi dọc đường bờ biển. Mình sẽ chọn những cung đường đẹp để đi, có thể là chọn cảnh cho năm sau đoàn có thể là di chuyển và vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa khám phá những cái cung đường đẹp ở từ Bangkok xuống Pattaya. Và vừa rồi Cường cũng đã xin phép đoàn là trong khoảng 20 cây nữa thì mình sẽ hết cái cao tốc trên cao này. Cường có xin phép đoàn là khoảng 5 cây số nữa là Cường sẽ đi trước đoàn một tí để cho mọi người đam mê tốc độ có thể nhìn được là nếu có thể thì mình có thể là chạy được bao nhiêu km trên cái cung đường cao tốc này nha. Nhưng mà nếu mà các bạn qua đây thì các bạn đừng thử giống Cường, tại vì đó là cái đó là không có được phép. Khi nào anh Cường vừa thì bảo em nhé, để em từ đằng sau quay lên nhá. Ok ok. Đúng rồi, đúng rồi, qua. Chưa chạy mà anh thấy là coi như là hưng phấn rồi đó anh em. Chưa chạy rồi coi như là mồ hôi tay anh chưa lái nên là cũng hơi hơi rồi đó. Hơi 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 không biết ông hài nha. Ráng nha. Một lần cua lần này thôi nha. Xe đoàn sau ơi, chạy trước Cường một đoạn xa luôn đi, xong rồi Cường sẽ bước rồi Cường sẽ báo. Có gì bước luôn. Nhờ dây bật còi hú. Anh bật còi hù ở trên nha, để các xe khác chậm các bạn nha, bật liên tục luôn em. Tê lắm luôn hả em? Anh biết là tê rồi, anh ngồi lần cũng tê rồi. Anh có thằng bạn ở Đà Nẵng nha, nó còn tê hơn anh nữa mới chứ. Không biết nghiêng bên nào luôn hả?
cầm ly tốc độ nhanh quá, không biết mình ngồi bên ly rất là nhanh các bạn. Mình cầm lái thì không sao hết, nhưng mà ngồi bên đó. Tiết lộ cho các bạn biết thì anh Phương cũng có một tí gọi là bệnh tim, cho nên Cường cũng không dám là hết cái hết số. Vậy là cũng anh Phương chịu, vậy cũng là số 1 rồi. Anh bỏ cái loại này em chắc. Anh cầm luôn nữa không? Ok, cầm được không? Được. Mọi người có thấy sướng không? Phê không? Anh mang mỉm luôn rồi, em không cần thay nữa. Vì cái đường này vẫn còn đông xe nên là cái tốc độ của 720 này á, như bữa trước á, là Cường đi test thử á, cũng lên được là hơn 300 km/h nha các bạn. Lát nữa em bây giờ sắp xuống nối thêm một cái cao tốc nữa nha. Và các bạn biết không, mấy anh police ở bên Thái cực kỳ dễ thương, cực kỳ chịu chơi luôn. Mấy anh nói là nếu mà mình có thể chạy mà có thể là không gây nguy hiểm cho người khác và cảm thấy nó an toàn thì mấy anh cứ chạy. Mà vì các anh quá dễ thương đi cho nên mình cũng cảm thấy là mình có trách nhiệm với lại cái việc lái xe của mình làm sao đó để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người di chuyển trên con đường này. Phải nói là the best. Tế nó chỉ có một phần rất là nhỏ thôi, tại vì điều kiện kinh tế hiện nay thì không phải là
người có, mà hầu như những cái chuyến đi này ai cũng có thể offer, nó không quá mắc. Nhưng cái ở đây khó nhất đó là cái sự quyết tâm, cái lòng đam mê, và chính những cái lòng, cái sự đam mê đó mới thúc đẩy anh em bỏ thời gian, bỏ công việc, bỏ gia đình để mà có thể đi tiền trạm một lần cả tuần trời như thế này, và đi hết tất cả các ngóc ngách từ Lào, Campuchia đến Thái Lan qua Bangkok, Pattaya. Các bạn có biết là ngày hôm qua thì anh Cường và anh Phương làm việc với khách sạn Astoria ở tại trung tâm Bangkok, thì họ nói là chưa bao giờ họ cho đậu được 30 chiếc siêu xe cả, và Cường và Phương đã co-CX, đã thảo luận với họ cả một đêm vài tiếng đồng hồ, thì sau đó họ mới đồng ý là cho đoàn Việt Nam là Carbassing Team và Gia La Team được đậu 30 chiếc xe xung quanh cái sảnh của họ tại gần cái đền chùa bốn mặt. Cái đền chùa vừa rồi là có cái khủng bố đánh bom, chắc là các bạn cũng biết. Thì đó là một trong những cái điều rất là đặc biệt cho cái Car Passion và Gia La Team để đại diện cho Việt Nam. Mình đi quảng bá du lịch, là mình đi quảng bá cùng người và nước Việt Nam của chúng ta với tất cả các nước, bạn bè trên thế giới. Thì tôi mong rằng mọi người ngoài đam mê xe ra thì hãy bằng chính cái đam mê của mình mà có thể ủng hộ cho Car Passion Team và Gia La Team để thắp thêm cái ngọn lửa nhiệt huyết trong anh Phương nè, anh Chính nè, rồi nhiều thành viên trong Car Passion Team, kể cả là cậu em trai Phan Công Thanh mới gia nhập đây nữa. Slow down, mình đã hết rồi đây nha, bây giờ mình sẽ xuống. Dạ, ok anh Sâm Sắc ơi. Ở đây mình sẽ trả lại cái thẻ nha, trả lại cái thẻ. Rồi. 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 Đây hiện nay mình tới cái trạm thu phí của anh Thăng Hoa hả Chính? Thiệt sự là Thăng Hoa là một phần thôi. Mọi người nghe tiếng bồ tí nha. Ok không mọi người? Hello my friend. hồi nãy giờ Cường nói chuyện mọi người có nghe được không? Cường truyền cảm hứng rất hay đó chị ơi. Em trả lại thẻ thôi nha. Chị trả lại thẻ thôi Phương ơi. Trả lại thẻ thôi. Hello. Rồi. Ok. Giống như nãy giờ Cường nói, cái hình ảnh siêu xe nó luôn luôn gắn liền với lại, thiệt ra cái tích cực về nó rất là ít. Mọi người luôn luôn nghĩ lái một cái siêu xe là để khoe của rồi. Hết cao tốc rồi. Rồi ok em follow đoàn nha, anh Sâm Sắc yên tâm, em chạy theo xe cảnh sát. Đây thấy rồi, quá xin cảm ơn, thank you very much. Các bạn có thấy đây thì mình sẽ vào một cái tỉnh tên là Chonburi. Đó, mình sẽ hết cao tốc này mình sẽ xuống cái tỉnh. Xưa là nó là cái tỉnh, còn Pattaya là giống như là cái quận. Bây giờ Pattaya nó to quá, muốn lọc hành cái tỉnh Pattaya. Đó thì Chonburi này nó khoảng 40-50 cây số xa Pattaya. Các bạn có nghe được anh Sâm Sắc nói không? Anh Sâm Sắc là một trong những người organize cái tour này cho mình nguyên tuyến ở bên Thái Lan. Và anh Sâm Sắc đây cũng là một người thì anh Sâm Sắc này là một trong những người có kinh nghiệm để tổ chức đoàn caravan đi bằng xe từ Thái Lan đi tất cả các nước Đông Dương. Thì anh rất là nhiệt tình, năm nay anh là 67 tuổi rồi. Vừa rồi anh đã anh cưới một cô người Việt Nam và anh có người Việt Nam, và có vừa rồi là cũng mừng cho anh là anh vừa có một con trai 3 tuổi. Anh là một người rất là yêu đất nước Việt Nam. Quay trở lại cái câu chuyện hồi nãy Cường nói là về cái hình ảnh siêu xe gắn liền với, thật ra là các bạn có thấy là cái siêu xe nó cuốn hút không? Nó thật sự cuốn hút đúng không? Mọi người thấy một cái xe siêu xe, một cái Ferrari, một cái Lamborghini hay là Aston Martin, kể cả là Maserati chạy ở trên đường, mọi người có dán mắt vào nó không? Đương nhiên là có đúng không?
thì chiếc xe đó mắc, cái chuyện đó chúng ta không có bàn cãi nữa. Thì ở đây mắc hay rẻ đó là cái phạm trù về chuyện vật chất, nhưng mà cái xe nó cuốn hút đó là cái chắc chắn, đó là cái lẽ tự nhiên. Và ở đây những người yêu xe, đam mê xe, để mà có được những cái đó thì thật sự Cường nói là, nếu Cường nói là Cường phải làm việc rất là nhiều và phải cố gắng rất là nhiều, thì mọi người có tin không? Thì cũng có người tin và cũng có người không, đúng không? Nhưng mà chúng ta hãy làm sao để mà cái hình ảnh của những chiếc xe nó không bị hiểu sai đi, mà nó không bị hiểu sai lệch đi. Tại vì nếu mà để lái một chiếc xe với cái số tiền giống như chiếc McLaren này là gần 1 triệu đô, nếu đóng thuế tất cả các loại thuế đầy đủ nó cả 1 triệu đô, thì Cường có thể từng đi một chiếc xe Rolls Royce chẳng hạn, nó êm hơn nhiều, nó sướng hơn nhiều, mà ngồi mình có cảm giác là hưởng thụ hơn nhiều. Lái xe này rất là mệt, nó rất là căng thẳng, nó rất là dặn. Các bạn thấy là hình ảnh các bạn xem á, nó nhòe hơn, tại vì cái xe nó rất là dặn. Lái nó cũng thích, ở đây là thích là vì nó có thể là chạy nhanh, tốc độ nhanh, và nó cho mình cái cảm giác là thực sự là hưng phấn, và khi mà mình điều khiển được nó. Nhưng mà nó không thể là cho mình cái cảm giác là êm nhiều, thoải mái, enjoy và luxury giống như là một cái xe luxury car. Cho nên là mình nghĩ là những cái người mua xe này á, hoặc là những người đi xe này á, chỉ là một số rất ít thôi. Họ dùng nó để PR cá nhân, họ dùng nó để quảng cáo thương hiệu và này kia. Và chính những cá nhân đó họ làm cho cái nhìn của mọi người, của xã hội sai lệch đi về những người chơi xe. Ở đây car passion, car passion là gì? Đó là xe và cái niềm đam mê. Đam mê ở đây là đam mê gì? Đam mê được lái xe trên những cung đường rất là đẹp, được trải nghiệm, được đi phượt và được thuần hóa những chiếc xe như thế này, để mà bản thân mình, hoặc là anh Phương, hoặc là những anh em trong car passion team, thực sự là chúng mình may mắn. May mắn ở đây là chúng mình may mắn, chúng mình có công việc làm ổn định, có cuộc sống ổn định. Và thiệt ra từ những cái may mắn đó, tụi mình cũng cố gắng phải rất là nhiều để mới có được những cái may mắn như thế, chứ không may mắn không thể rơi từ trên trời xuống các bạn ạ. Nếu các bạn muốn như là thành viên của Car Passion, mình mong rằng các bạn hãy sống có mục đích, cố gắng làm việc và sống tốt. Thì hưởng thụ đam mê bằng cách nào? Nếu mà Cường ở nhà cách đây khoảng cỡ chừng 10 mấy năm, Cường nhìn những cái giống như là Combo 3000 hoặc là World Rally, Combo Rally chẳng hạn, Cường cũng ước ao có một ngày nào đó Cường cũng có thể mua được chiếc siêu xe, lái được nó và chạy trên đường để thỏa đi cái đam mê của mình. Và ở đây may mắn là Car Passion Team, bắt Car Passion được thành lập ra và mọi người gắn kết đam mê lại với nhau của tất cả các mọi miền đất nước ở Việt Nam. Anh em gắn kết lại, đem những cái đam mê của mình chung lại với nhau để khơi chẳng có ai đem cái xe ra để show cho các bạn thấy, đúng không? Tại vì nó cũng là một cái tài sản của mọi người. Nhưng mà ở đây là anh em rất sẵn lòng chia sẻ cái niềm đam mê này với tất cả mọi người. Cho nên mong rằng mọi người hãy đón nhận nó một cách thực sự là tích cực, và cố gắng giúp Car Passion, cũng giống như là giúp tất cả những người sở hữu siêu xe ở trên lãnh thổ đất nước Việt Nam mình có một cái nhìn tích cực hơn, văn hóa hơn. Thay vì là người ta nói là gato đó, thì gato thì thật sự các bạn có thấy không, gato nó không bao giờ đem tới một cái gì tốt đẹp cho mình cả. Tại vì ngày hôm nay các bạn cảm thấy gato với ai đó, thì người đó người ta sáng dậy người ta vẫn đi làm, người ta vẫn enjoy với công việc, người ta vẫn kiếm tiền và người ta sống cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, và người ta chẳng nghĩ đến bạn trong khi bạn đang gato, đúng không? Thì tại sao chúng ta gato làm gì? Hãy nhìn họ để có được cái mục đích sống của mình, hãy có để đặt ra mục tiêu sống của mình, có được cái mơ ước của đời mình mà mình cố gắng vì nó. Và Cường mong rằng Car Passion Team càng ngày sẽ càng lớn mạnh, sẽ càng nhiều người đam mê để gia nhập vào Car Passion, để làm cho cái câu lạc bộ này nó lớn mạnh hơn. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ đại diện cho nước để mà đi quảng bá du lịch nè, tổ chức những cái tour, những cái phượt, và cũng có thể gây quỹ để giúp đỡ trẻ em nghèo hoặc là những hoàn cảnh khó khăn. Thật sự chúng ta có thể làm rất nhiều thứ nếu chúng ta đoàn kết. Các bạn hãy nhớ nha, đoàn kết làm nên tất cả. I love you guys. Sắp tới đây thì chúng ta sẽ đi vào cái nhà hàng ở tiếng nhà, Cường sẽ mở đài lên và Cường nghe. Ôi, anh Cường đã chia sẻ một câu trong trải cái tấm lòng của idol.
rất cảm ơn Cường rất là nhiều. Giữ cái lem bên phải theo cái thói quen của lái xe của mình ở Việt Nam, nhưng mà thật sự là mỗi lần quẹo cái là các bạn phải giữ cái lem bên trái, nhớ nha, qua bên này phải giữ cái lem bên trái. Đây các bạn nhìn đây, khi mình quẹo một cái thì cái giao thông mình đi ngược hoàn toàn với lại Việt Nam mình, nó là absolutely opposite. Ok, đó là con người Thái Lan và con người Lào, Campuchia, những con người châu Á chúng ta rất là friendly, thật sự chúng ta rất là friendly. Nếu mà bỏ qua cái mặt cảm cá nhân là những cái tôi của mình đó, để có thể hòa nhịp cùng mọi người đó, thì chúng ta sẽ sống trong một cái xã hội, một cái thế giới rất là hạnh phúc, rất là happy. Mà chính cái sự happy đó nó đưa chúng ta đi xa lắm các bạn đó. Ồ, đẹp quá. Đó, các bạn có thấy không? Ở đây là đất nước chịu voi. Rất là đẹp đúng không? Đó, các bạn thấy không? Và đây là vị vua mới được truyền ngôi. Và hình ảnh của ông được treo ở khắp mọi miền đất nước Thái Lan. Và chúng ta mới có thể thấy là ở đây họ thờ voi và họ sùng vua như thế nào, các bạn có thấy không? Rất là đẹp. Hiện nay chúng ta đang ở Chamburi. Và con đường này, con đường theo anh Song Sắc nó là con đường ven biển. Và con đường rất là đẹp. Trải, đẹp trải. Đẹp ạ. Con đường này ít bữa quay flycam bay rồi. Năm sau con đường này sẽ được lắp đầy bởi khoảng từ 30 tới 40 chiếc siêu xe của Car Passion Team và Gia Lai Team và Lào, và một số xe của các bạn bên Supercar Club Lào và Supercar Club Campuchia. Và vừa rồi thì Cường Phương cũng đã nhận được lời mời của Thailand Exotic Car Club. Họ cũng rất là muốn tham gia cùng cái đoàn để mà giao lưu với nhau trong năm sau. Và họ hứa thì họ sẽ có khoảng từ 5 tới 7 chiếc xe. Mà những chiếc xe của họ là the best of the best. Các bạn thấy là hiện nay ở châu Á chúng ta đã có Ferrari, Ferrari, LaFerrari, rồi McLaren P1, và there is someone had a Conexis and Pagani Honda Defil. Maybe là có thể là một vài người bạn của Cường ở bên Singapore cũng sẽ join cái ride này, cái tour năm tới. Cho nên hứa hẹn năm tới sẽ là một cái tour rất là hoành tráng và có thể là the biggest tour ever of Car Passion in Vietnam and around Asia. Xin lỗi là Cường vừa nói tiếng Anh, Cường nói tiếng Việt nữa, thì cũng không phải tiếng Anh Cường là giỏi đâu, nhưng mà thật sự là mình cũng có những người bạn theo dõi mình, họ không biết, không hiểu tiếng Việt, cho nên đôi lúc Cường có chêm vài câu tiếng Anh, cho nên là các bạn đừng có, không các bạn thông cảm. Hiện nay là anh em đang báo chí Vietnamnet đang tác nghiệp ở phía trước, rất là nhiệt tình, cực kỳ nhiệt tình luôn. Tiếng Anh đúng không anh Phương? À, đây là tiếng Anh đúng không? Tiếng Anh đấy lại là Quý, Đình Quý, phóng viên Đình Quý. Tiếng Anh và phóng viên Đình Quý. Báo Việt Nam Net. Họ rất là Đình Quý, rất là đam mê. Và cái đam mê được thể hiện qua cái tác phong công việc của Đình Quý. Sống hết mình vì công việc và tác nghiệp rất là hết lòng luôn các bạn ạ. Đây là bãi biển Pattaya.
Dạ, đi một đoạn nữa rồi mình sẽ ghé vào nhà hàng nào hả anh Song Sắc ơi? Em bắt tay dài nữa đã. Dạ, ok anh. Dạ, còn khoảng 40-50 cây nữa em. À, 40-50 cây nữa đúng không anh? Dạ, ok. Cái đường này đẹp quá. Cái lượng xe máy của Thái Lan nó
cách đây khoảng chừng 10 năm nó không thua gì Việt Nam chúng ta cả. Nhưng trong những cái năm gần đây á, thì cái phương tiện công cộng giống như là tàu điện và xe bus họ phát triển rất là tốt, cho nên là nó hạn chế đi những người tham gia giao thông bằng xe gắn máy. Bao nhiêu cây số nữa? Dạ chạy còn khoảng từ chừng 50 tới 70 cây số nữa. Ok, như vậy thì là ngoài TV mới có chăm sóc. Dạ ok, thank you anh. Thì quan trọng ở đây tất cả nó nằm ở cái nhận thức và cái văn hóa của mỗi người dân. Thì chính những cái nhận thức, những cái văn hóa đó nó sẽ xây dựng cho chúng ta những cái hình ảnh đẹp hơn về đất nước chúng ta. Cho nên là qua việc này Cường cũng mong rất là mong, và bản thân Cường cũng sẽ cố gắng thay đổi, sửa đổi để làm sao nâng cao cái nhận thức của mình lên, để mình tự hào là mình là một người Việt Nam và góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp và văn minh, lịch sự, sạch sẽ, gần gũi, friendly, mà có thể là mọi người ai cũng thích. Tại vì người Việt mình nổi tiếng rất là siêng năng, cần cù, nhưng nếu chịu khó và chấp mặt đèn đỏ slow down. Ok, hồi nãy giờ hình như đi hơi xa đúng không? Mọi người thấy cái tour này có phê không? Anh Phương, anh đây, anh Phương đây, đây anh Hứa Hà Phương đây, hello. cho tí nước anh uống cái lòng ngàn phù. À, cô Trang không có đi chung, cô Trang hiện nay đang ở khách sạn không ạ? Rồi, chào thắng chứ không? Hồi nãy giờ Cường nói chuyện mọi người nghe đúng có rồi, ok không? Sáng giờ idol thăng hoa. Hello Chí Minh, Hoàng Ngô, Phạm Hồng Nhung, Lặng Nhìn Cuộc Sống, Phong Huỳnh đang dừng đèn đỏ nên anh có thể là gọi tên mọi người nè. Phạm Viết Hoàng, Nguyễn Nhân, ai nữa nè, Xa Lạ, ok, Nguyễn Đức Tuấn, Ngạn Hoa, Nhật Từ, chào hai quý nha. Hello Thắng Sport, Trịnh Phương Tú, Hoàng Hiền nha, Đỗ Muôn, Venus Nguyễn, Phong Huỳnh. Em có anh từ sáng giờ luôn hả? Cảm ơn em, Bo Bo Trần. Mọi người thấy có, mọi người có góp ý gì không ạ? Làm xong rồi lên tới Thắng Trần, Thái Nguyễn. Hello Vicky Hiền. Huy Hoàng, hello. Rồi, chào Minh Nhật ra, hello Nghi Lê. Rồi, chào Thắng Kim, thành công. Hello Nguyễn Đạt Phát nha, Cường Ốc nữa. Hello, dạ, đây là mấy cái nhà họ bán đồ decoration của nhà nhà cửa. Hello, mua đâu đi mua hoa là lại đi mua đi nhà họ đó. Giống như là đồ phố của furniture với lại đồ decoration đúng không anh Song Sắc? Rồi chào em. Dạ. Ở bên này em thấy rất là sạch sẽ, mà cái nhận thức của người dân rất là tốt về văn minh, lịch sự và không xả rác. Và cái này là em nghĩ là Việt Nam trong một vài năm tới sẽ thay đổi rất là nhiều. Rồi cảm ơn Tư Thắng Kim nha. Người Việt Nam rồi, rồi đi bắt thời gian. Dạ. Thực ra là chỉ anh qua bên Việt Nam năm 1987-88 là khổ. Dạ. Lúc đó có 35 triệu người. Dạ. Bangkok thì khoảng 50 triệu người. Ở Bangkok và Thái Lan 6 triệu người. À. Ở Việt Nam đến 80 mấy triệu rồi. Hả? Năm rồi hả? Oh my god. It's over 100 now anh. Khoảng 50 em bé, bây giờ nó tới cả mấy trăm em bé luôn. Quá xa trời, sụp sức.
trong dân thì nước đất nước nó mới lớn mới mạnh được anh. Đúng. Kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây đã thay đổi rất là nhiều, có thể là không phải là đi theo xu hướng đi theo kim đi lên nữa, mà là thật là đi theo cái kiểu là kim thật đứng đi lên luôn đó, giống như là cái tên lửa mà hello, nó launch. Hậu nữ Thanh Tùng, hello Đức Hùng Vũ. Người Thái Lan nha, bây giờ mới hiểu đó, người Thái Lan là đất Thái Lan nó sướng quá, nó không có chiến tranh. Cái khổ là cái gì, nó sướng quá nên bây giờ là cái kinh tế nó fall down, làm cho Việt Nam bây giờ hơn nước Thái Lan khoảng 8 lần. Cho nên là tất cả các nước châu Á giờ là phải bắt tay nhau đoàn kết và cùng đi lên anh ơi. Đó là một cái mà anh muốn làm là anh làm cái Bangkok Paris đó, để cho chính phủ Thái Lan này họ đoàn kết cái nước ASEAN của mình đó, đi mở cái cung đường okay, Á Châu, đàn, anh Tây Âu Châu đó, làm sao đó. Rồi, cảm ơn Cương Ốc nha. Anh vẫn luôn sao lại trong cái bức tranh team em. Thì đây là cái cảm ơn Nguyễn Nha nha. Chỗ mà người ta bán có nhiều đó. Nếu mà thấy đó, theo bên trái bên phải đó, nếu mà chúng ta thấy là xe một chút xin thì nói nha. Dạ. Dạ ok anh. Đó, các bạn có thấy ở đây có những cái làng nghề nó không khác Việt Nam mình là mấy, mà có thể là Việt Nam mình có nhiều cái làng nghề hơn ở đây nữa. Thì vừa rồi chúng ta đang vừa đi qua cái làng nghề gọi là làm cái cối á, cái cối giả chày á, họ có nguyên một cái con phố để mà bán cái đó luôn. Thì những cái làng nghề thủ công như vậy ở đây họ tập trung lại và họ phát triển rất là tốt, để nâng cao cái giá trị nhận thức về thương hiệu sản phẩm cũng như là cái giá trị của tay nghề. À, và trước mặt các bạn đây là một cái chợ seafood market của John Murray Pattaya. Thì đó các bạn thấy là họ có tổ chức đâu ra đó từng cái ngành nghề, từng cái khu vực để mà có thể là tập trung những cái ngành nghề giống nhau, những cái để đến thành một cái khu và phát triển nó một cách rất là bài bản. Huy Đức chúc đổ xăng nẹt vài cái nha. Ok em luôn. À là vì đây là tour tiền trạm cho nên là chỉ có một xe đi thôi. À, thay vì nếu mà đi quá nhiều xe thì cái việc đi tiền trạm này nó sẽ gặp rất là khó khăn. Tiền trạm là gì? Tiền trạm là để đi trước và chuẩn bị cho cái tour chính thức, cho nên là chỉ một vài người trong ban tổ chức đi thôi. Đúng rồi em, chợ người ta không có lấn ra ngoài đường, mặc dù là đất nước họ không khác mình là mấy, nhưng cái nhận thức và cái văn hóa của họ rất là tốt trong vấn đề sắp xếp quy củ. Và các bạn có thấy không, hồi nãy giờ một cái điều đặc biệt á, rất rất là đặc biệt, nếu các bạn để ý các bạn sẽ thấy ngay từ đầu tới giờ là trên một cái tuyến đường cường đi lúc nãy, từ nãy tới giờ cũng cả tiếng đồng hồ rồi, nhưng các bạn không nghe một cái tiếng còi xe nào, đúng không? Cái đó là cái điều quan trọng, cái đó nó nằm ở ý thức. Cho nên Cường cũng rất mong rằng là đất nước Việt Nam của chúng ta trong thời gian sắp tới, một vài năm sắp tới, những cái gì chúng hay thì chúng ta phải học, chỉ có học hỏi thì mới phát triển được. Wow, cái chuột, wow, đẹp quá Cường nè. Wow. Nói thật là Cường đi Thái cũng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đây là một trong những lần mà Cường có thể là khám phá đất nước Thái một cách gần gũi nhất, mà có thể lái xe nè, có thể khám phá, có thể trải nghiệm nó thực tế nhất, sát nhất, thay vì trước đây là chỉ ngồi trên taxi hoặc ngồi trên xe người ta chở nước nghe quan kịp vèo thế là xong, hoặc là bay qua đây thôi. Cái cảm giác mà mình cầm cái xe, đúng rồi, cái cảm giác đi trên đường nó khác lắm, đúng không Cường? Nó sướng lắm, đúng không Cường? Nó thật sự là nó rất là sướng. Cường hôm nay chỉ được lái từ Bangkok tới Pattaya, nhưng mà cách đây mấy hôm, từ ngày 11 thì anh Phương đã lái từ Đà Nẵng đi tới Bangkok, một quãng đường rất là xa. Mà thật sự là Car Passion Team không thể thiếu anh Hứa Hà Phương được, một người trưởng đoàn đầy tâm huyết, và anh dành rất là nhiều thời gian cũng giống như là công sức của mình và vật chất để có thể
đưa cái ca bác sĩ này càng ngày càng đi xa nữa, biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ chạy xe từ Việt Nam qua tới châu Âu thì sao? Nếu ca bác sĩ team năm trong thời gian tới đây ở Việt Nam, ca bác sĩ team sẽ lập ra một cái ca bác sĩ club and loud coffee, không biết mọi người có ủng hộ không ta, một cái Carbassin Coffee ở đầu miền Bắc ở Hà Nội và một cái Carbassin Coffee Lounge ở tại thành phố Hồ Chí Minh, và từ đó sẽ có những cái hoạt động giống như là những cái tour nhỏ nè, rồi cũng sẽ có những cái quà lưu niệm nhỏ để dành cho tất cả các Carbassin team. Không biết là mọi người nghĩ sao về cái ý định đó của Cường và anh Phương, nếu mà mọi người ủng hộ và thắp thêm lửa thì Cường Vinh Phương sẽ cố gắng để triển khai những cái việc đó sớm trong cái thời gian gần. Vợ dạo này bắt ăn nhiều nên hơi béo một tí. Trung Thành Phương Huỳnh, anh Phương giữ quá tuyệt vời, đúng rồi em, anh Phương cực kỳ tuyệt vời. Đức Tuấn, trưởng đoàn có tâm và nhiều khuyết, cái điều đó là chắc chắn luôn rồi. Thật sự là ca bác sinh không thể thiếu trưởng đoàn Hứa Hà Phương được. Các bạn có thấy là trong một cái khoảng thời gian là 2011 là lần đầu tiên Cường tổ chức cái ca bác sinh, phải tới 7 năm sau, đó là 2018 thì ca bác sinh lần 2 mới được tổ chức, và 2019 là tiếp tục Carbassin lần 3. Thì các bạn thấy trong 2 năm vừa rồi tất cả các hoạt động của Carbassin nó nhiều hơn, nó dày đặc hơn, và đó là nhờ cái công rất lớn của anh Phương. Nếu không có anh Phương thì dù rằng bản thân Cường có đam mê tới đâu, có nhiệt huyết tới đâu đi chăng nữa, Cường cũng không thể nào một mình mà. Hay quá, các bạn thấy mấy khỉ ở dưới đường không? Đó, không thể một mình Cường mà có thể làm hết tất cả những điều này mà thiếu vắng anh Phương được. Các bạn có thấy ở đây khỉ ở dưới đường không? Hình như chúng ta đang anh Song Sắc ơi, đây là đâu anh Song Sắc ơi? Ở đây họ bán chuối để chúng ta có thể cho khỉ ăn. Đây một khu rừng thiên nhiên. Ở đây tên là gì anh Song Sắc ơi? Người ta gọi là cái đồi khẩu xà múc. Đồi khẩu xà múc. Đồi này nó có cái chùa nhỏ nhỏ. Trên cái đồi này nó có một cái chùa, và cái chùa rất là linh và người ta thờ, và ở đây nó giống như là cái chùa Châu Thới ở Bình Dương. Nếu các bạn biết chùa Châu Thới ở Bình Dương thì trên đó nó cũng có một cái núi, nó có một cái nguyên một cả ngọn núi thì nó có rất là nhiều khỉ và họ thả rông. Có đến chơi với mấy con khỉ. Cảm ơn Nguyễn Hát Rồng nha. Nguyễn Đức Tuấn, chưa có chỗ đổ xăng. Em ơi, sắp hết xăng rồi, nhưng mà tí xíu nữa sẽ tới chỗ đổ xăng. Và nếu mà chỗ đổ xăng đủ rộng thì sẽ làm vài cú trip để ghi dấu ấn ở tại Thái Lan nha. Và đây là một mình đang đi vào một cái núi, và trên núi là có một ngôi chùa và có rất là nhiều khỉ. Các bạn có thấy đường xá bên này nó sạch sẽ không? Đó, các bạn có thấy mấy con khỉ không? Đó. Phía trước mặt chúng ta là phía sau những dãy nhà này là biển nha. Đây là một bờ biển chảy rất là dài. Hello Mỹ Phương, Johnny Nguyễn, Nghĩa Lê, Bùi Viết Lãm, hello em, Tây Lê, Đoàn Mạnh Dũng, hello Quốc Cường người cùng tên nha. Xe bên đó đi ngược chiều, đúng rồi em, chính xác. Bên này họ đi bên trái và chúng ta là đây, đi bên phải. Ngôi chùa đó là đây. Đây là ngôi chùa, đây là một cổng vào ngôi chùa. Các bạn có thấy con khỉ nó ngồi trên xe đó luôn không? Là nó rất là tự nhiên, nó bay lên xe của du khách nó ngồi luôn. Hello Thành Công. Đây đây, đã biển rồi đây.
bạn thấy không, ở đây họ rất là ý thức, họ hàng ngày và họ maintenance cái lan can bãi biển, họ xịt nước, họ rửa, nên là anh Phương thấy rồi, đó rất là đẹp. Phải chi Vũng Tàu chúng ta cũng làm y chang như vậy, thì tôi nghĩ là bãi biển sẽ lúc nào cũng đẹp và thu hút rất là nhiều khách du lịch. Cửa là anh chạy ra khỏi đó, xe luôn á. Đó mai lên nè, đi từ từ không có coi. Anh được. Nhìn thì anh thích. Đây, các bạn thấy không? Đó. Rất là vui. Nhìn thì thích nhưng mà thiệt ra Cường cũng sợ khỉ lắm. Tại hồi nhỏ Cường chơi chơi thì Cường bị khỉ nắm đầu một lần, nắm tóc một lần rồi rất là đau. Cảm ơn Quang Minh nha. Rồi cảm ơn mọi người đã ủng hộ team Cam Tích Sinh nha. Đúng rồi, Vũng Tàu cũng rất là đẹp. Anh thừa nhận là Vũng Tàu rất là đẹp luôn, bà rồi chính ơi. Nhưng chỉ cần mọi người ý thức văn minh thêm một tí nữa thì Vũng Tàu có thể đẹp hơn nữa. Anh hứa là như vậy luôn á. Biển bên này chắc chắn là không thể đẹp bằng biển bên mình được rồi. Tại vì Việt Nam chúng ta, ngay cả Đà Nẵng, là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới, nằm trong top 10 the most beautiful beach in the world. Nhật Minh, anh Minh giám đốc HT của Cường cũng lên đây luôn đúng không? Đang coi đúng không? Hiện nay Cường đang ở Chonburi trên đường đi Pattaya. Cẩn thận Tuân Ngộ Không phá xe hả? Duy Nguyễn ơi, anh lái thử GT2 RS chưa hả? Anh chưa, anh chỉ mới được trải nghiệm chiếc GT3 RS thôi. Và anh cũng mong rằng trong thời gian tương lai gần đây anh cũng sẽ được trải nghiệm chiếc GT2 RS. Vì anh coi tất cả những cái video clip trên YouTube về chiếc GT2 RS, và cũng giống như những người bạn của anh nói về chiếc GT2 RS, nó rất là good. Cho nên anh hy vọng một ngày nào đó gần đây anh sẽ được trải nghiệm chiếc xe đó. Mà khi nào anh được trải nghiệm thì anh hứa anh sẽ quay clip lại cho mọi người xem. Trang không có đi, chị Trang đang ở Bangkok. Hai Vũ Phạm, Nguyễn Hưng Thịnh, Đặng Hưng. Anh không đem xe qua là vì hôm nay là mình đi đây, cảm ơn anh. Vì đợt này đi là đi tiền trạm thôi. Hello Nhân Thành. Anh đang lái chiếc xe 720S, McLaren 720S của anh Hứa Hà Phương. Bản chiếc của anh Phương thì là bản Performante. Có cái xe police ở đằng sau và phía trước là cái xe trong cái đoàn dẫn đoàn. Và hello Phạm Trọng, hello anh Nguyễn Công Danh, Long Vang, Văn Tiến. Mọi người ơi, chắc có lẽ là Cường sẽ stop livestream ở đây. Và lát nữa tới cái trạm đổ xăng hay là một cái trạm nghỉ nào đó, Cường sẽ livestream lại và hẹn gặp lại các bạn.
mọi người muốn theo dõi tiếp tục cái livestream này thì hãy qua trang Car Passion Team. Và hiện nay anh Phương đang livestream trên cái trang đó, và Cường đang lái xe cho nên Cường cũng không có muốn mất tập trung trong việc lái xe, là Cường sẽ stop livestream nha. Anh Cường sang năm sắm một em Hypercar. Nếu mọi người ủng hộ Cường thật là nhiều, và Cường hứa là Cường sẽ cố gắng làm thật tốt trong công việc của mình để có thể tích góp đủ để làm một con Hypercar cho mọi người chiêm ngưỡng và mọi người thưởng thức nha. Bye bye. Bye bye cả nhà nha. See you guys later. Bye bye.